Phật sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Gương hiếu thảo. Bộ phim Nhị thập tứ hiếu tập 14, Từ Quan tìm mẹ. Bắc Tống, năm đầu Tống Hy Ninh. Nha môn Nhạc Châu. Chu Thọ Xương tự Khang Thúc. Đại nhân, chức bối thư định chẳng qua là điển cố trong kinh Phật mà thôi. Đại nhân, ngài thật sự làm như vậy sao? Ông trời đang thử thách lòng thành của Thọ Xương ta. Đại nhân, ngài cũng đã tìm nhiều năm rồi nhưng không tìm được. Ngài cũng đã hết lòng rồi, đâu cần khổ như vậy. Tôi thấy hãy từ bỏ đi. Nhanh, nhanh! Mẹ! Bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ! Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Trời ơi, bây giờ nàng muốn cái gì đây? Thiếp muốn sao hả? Điều chàng hứa với thiếp quên hết rồi sao? Nè, lúc đó chuyện nạp thiếp không phải nàng cũng đồng ý hay sao? Lúc đó đã nói rõ ràng, một khi đứa con sinh ra chàng sẽ thôi cô ta ngay mà. Vậy mà chàng cứ mãi lần lựa, cũng đã 7 năm rồi. Nhưng mà mẫu thân của Thọ Xương trước giờ luôn cung kính và nhường nhịn. Nếu như bây giờ ta đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì sợ là... Tướng quân, chàng đừng có quên, nếu như không nhờ có thiếp gả vào nhà họ Chu của chàng, chức vị của chàng cao như bây giờ hay không? Bây giờ lông cánh cứng cáp rồi thì xem nhẹ lời của thiếp có đúng vậy không? Phu nhân à, cho ta thời gian suy nghĩ đi. Đi thôi. Nào. Phu nhân. Mẹ, mẹ đã dạy con như thế nào? Mẹ của con chỉ có một người. Ồ, Di Nương. Sau này con ở trước mặt lão gia thái thái, nhớ phải chú ý lời nói thái độ, không được trái quy tắc, chuốc lấy tai họa. Di Nương, Hài Nhi đã hiểu rồi. Hiểu rõ là tốt, cố gắng học hành. Ừ. Di Nương trông cậy vào con đó. Ừ. Vậy Di Nương
hôm nay con có cần tới dâng trà cho phụ thân mẫu thân đại nhân không? Dì Nương có đi với con không? Hôm nay không đi đâu, ngày mai sẽ đi. Con hãy cố gắng học hành. Dạ, dì Nương. Hài Nhi thỉnh an phụ thân mẫu thân đại nhân. Cha biết rồi, đi về đi. Đa tạ phụ thân mẫu thân đại nhân, Hài Nhi xin phép về học đây. Lão gia, chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Vậy còn không mau đi. Thư từ thê. Lão gia, đứng dậy đi. Nè, ngồi đi, chúng ta nói chuyện với nhau. Dạ, lão gia. Lão gia cứ ngồi đi, để thiếp rót trà cho lão gia. Không cần đa lễ, nè ngồi xuống. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Dạ. Nàng đã sinh cho Chu gia một đứa con trai, ta rất biết ơn nàng. Lão gia sao lại nói như vậy? Thiếp là người của Chu gia, đương nhiên phải cố hết sức. Đúng vậy, nhưng mà ta có lỗi với nàng. Không không không. Cứ ngồi xuống. Lão gia người nói như vậy, thiếp đây không gánh nổi đâu. Nàng gả vào Chu gia, giúp Chu gia kế thừa hương quả, đáng ra phải được Chu gia hết mực tôn kính. Nhưng mà ta đã để nàng chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Thiếp có lão gia, lại có thọ xương, có ăn có mặc, thiếp đây không cầu mong gì. Nhưng mà lão gia, người đang có điều gì muốn nói với thiếp sao? Có chứ. Nhưng mà ta không biết phải nói sao. Thật lòng là ta không biết. Ta không thể nào nói ra được. Thiếp, nhà mẹ thiếp đã nhận ơn của lão gia từ khi bước vào Chu gia. Thiếp cũng đã thề là dù lên núi đao xuống chảo dầu, thiếp đây đều một lòng cam tâm tình nguyện. Lão gia có lời gì hay có chuyện gì, cứ việc nói đừng ngại. Chỉ cần thiếp có thể làm điều gì được, cho dù hy sinh thân này, thiếp cũng nguyện báo đáp lão gia. Bỏ đi, chức quan ta không làm nữa, dù như thế nào ta cũng không thể. Không thể chuyện gì? Thôi không nói nữa. Ta từ thế, lão gia người muốn từ thiếp sao? Sự thật là lão gia, ta thật ra là chỗ của Bình Thái Thái. Hey.
đuổi mẹ con đi. Con cầu xin cha, từ đây về sau con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời của cha. Xin cha đừng đuổi mẹ con đi mà. Bỏ đi, chức này ta không làm nữa. Ta không thể, không thể đi nàng đi. Không, lão gia, thiếp đi. Không, nàng không làm gì sai. Ta không thể để nàng đi. Với lại là Thọ Sương vẫn còn rất nhỏ. Lão gia, thiếp chỉ có một yêu cầu thôi. Dù nàng cần bao nhiêu tiền, nàng cứ việc nói ra. Không, thiếp không cần cái gì hết. Thiếp chỉ mong Thọ Sương ở bên cạnh thiếp đêm nay. Được, được. Có một số chuyện nàng và Thọ Sương phải nói với nhau. Thọ Sương vẫn còn nhỏ, còn có nhiều chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Thiếp đây đã hiểu rồi. Con trai, con trai. Mẹ, mẹ đừng đi. Con trai. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng đi. Mẹ đừng đi mà. Sương Nhi. Sương Nhi, được rồi. Dì nương, đi nghỉ thôi, sao người vẫn chưa đi? Sương Nhi, quỳ xuống. Dì nương, quỳ xuống. Dì nương, gọi mẹ. Mẹ. Mẹ đây có một vài lời đang muốn nói với Thọ Sương. Mẹ có điều gì căn dặn, Hài Nhi nhất định làm theo. Ngoan, ngoan. Sương Nhi hãy thề, cho dù ngày mai ra sao, con cũng phải ở lại Chu gia tận hiếu, xem thái thái như mẹ ruột, làm tròn đạo hiếu, hết lòng cung kính phụng dưỡng cho phụ mẫu đến trăm tuổi già, không được làm trái. Nếu như làm trái lời thề, đời này kiếp này con không bao giờ gặp lại mẹ ruột. Mẹ, thề đi. Hải Nhi xin thề, cho dù ngày mai ra sao, Hải Nhi cũng sẽ ở lại Chu gia tận hiếu, xem thái thái như là mẹ ruột, làm tròn đạo hiếu, hết lòng cung kính phụng dưỡng cho phụ mẫu đến trăm tuổi già, không được làm trái. Nếu như làm trái lời thề, đời này kiếp này không, không bao giờ gặp lại mẹ ruột. Ngoan. Mẹ ơi.
Được, con trai đã thề, lòng mẹ đã yên. Mau đứng dậy đi. Mẹ, mẹ ơi, Sương Nhi, mẹ ơi. Con của mẹ, mẹ đi đây. Con hãy nhớ thật kỹ lời thề của mình, phải hiếu thảo với phụ thân mẹ của con ơi. Và mẫu thân của con. Nếu còn có duyên, kiếp này gặp lại. Nếu như hết duyên, kiếp sau gặp lại. Mẹ đứng dậy. Đại nhân, tôi đi. À, không cần. Đại nhân, nay con dùng máu hòa mực trước bối thiêu đỉnh kính dâng lên Đức Phật để bày tỏ tấm lòng thành kính, cầu mong tìm được mẫu thân của con mạnh khỏe trường thọ, người một nhà sẽ sớm ngày được đoàn tụ. Đại nhân, tấm lòng hiếu thảo của ngài đại đức chứng giám, tiểu nhân tin ngài một ngày nào đó sẽ gặp lại lão phu nhân.
thánh chỉ tới. Thần Chu Thọ Xương tiếp chỉ. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết, Nhạc Châu tri phủ châu, Chu Thọ Xương yêu dân như con, danh tiếng giang xa. Năm nay tuế khảo, Nhạc Châu phủ thiên hạ đệ nhất. Năm nay phụng hoàng đế chiếu lệnh, ban Chu mẫu nhất phẩm chiếu mệnh phu nhân, Chu Thọ Xương thiên công bộ thị lang, ngày mai quay về kinh thành nhậm chức. Khâm thử. Thần Chu Thọ Xương lãnh chỉ tạ ơn. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chu đại nhân, chúc mừng ngài. Tạ đại nhân. Khâm sai đại nhân đi đường vất vả rồi, xin mời nghỉ ngơi. Mời đại nhân. Nè, vừa có chút manh mối, đại nhân là phải chuyển đi. Chuyện đi tìm mẫu thân, không biết ngày nào mới có thể hoàn thành. Xem ra kế hoạch hiện giờ ta đành phải từ quan tìm mẹ. Từ quan tìm mẹ? Đại nhân, xin ngài suy nghĩ kỹ lại. Không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết. Hiện nay ta phải đến Khai Phong bẩm báo với lão phu nhân. Đại nhân, nhưng mà chuyện này trong triều chưa hề có tiền lệ, làm như vậy e là sẽ bị triều đình trách tội đó. Tất cả mọi việc đợi tìm được lão phu nhân rồi hẳn nói. Vậy ngày mai Khâm Sai đại nhân hỏi tới chuyện này thì... Ta viết một bản tấu chương, ngày mai giao cho Khâm Sai đại nhân, nhờ ngài ấy chuyển cho giám sát viện đi. Nhà môn. Tham kiến Khâm Sai đại nhân. Chu đại nhân đâu? Chu đại nhân đã đi tìm mẹ rồi. Nói bậy, mẹ ngài rõ ràng ở Khai Phong, sao lại nói đi tìm mẹ? Chu đại nhân đã đi tìm mẹ ruột. Mẹ ruột? Người nói vậy là sao? Chu phủ. Lão gia, người đi nghe ngóng tin tức đã về. Có tin tức gì không? Dạ không có, vẫn không có tin gì của lão phu nhân hết. À, lão phu nhân hôm nay ra sao rồi? Tình hình của lão phu nhân vẫn ổn, nhưng mà vẫn thói quen cũ, không gặp mặt ngài thì lẩm bẩm. Vậy thì hãy mau đưa ta đến thỉnh an lão phu nhân ngay. Lão gia, lão gia, mời. Chu đại nhân yêu dân như con, bá tánh ai cũng yêu mến. Ngoài ra, chính sự không hề lơ là. Những chuyện này chắc chắn Khâm Sai đại nhân cũng đã nghe nói. Đúng vậy. Với lại hôm nay là cuối tháng, là ngày Chu đại nhân nghỉ ngơi. Tôi nghĩ Khâm Sai đại nhân chắc không trách tội Chu đại nhân đâu, về tội bất kính với thánh chỉ. Sao trách tội được? Triều đình lấy hiếu trị thiên hạ, Chu đại nhân đang là tấm gương tốt cho dân. Bổn quan sẽ tấu lên triều đình xin công cho Chu đại nhân. Đa tạ Khâm Sai đại nhân. Lão gia đã hồi phủ. Mẹ. Mẹ. Mẹ ngồi đi. Được. Ngồi đi mẹ. Hài Nhi xin được thỉnh an mẹ. Sương Nhi đứng dậy đi, ngồi nói chuyện với mẹ. Dạ. Các người lui ra ngoài, hai mẹ con ta nói chuyện riêng với nhau. Mau ra ngoài đi. Dạ. Sương Nhi ngồi đi. Dạ. Mẹ, hôm nay mẹ sao vậy? Mẹ muốn được nói chuyện riêng với con. Mẹ muốn nói chuyện à? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau nói chuyện. Chúng ta là người nhà nên không nói vòng vo. Mẹ đây, hôm nay muốn được nói với con vài lời. Mẹ à, bây giờ mẹ muốn nói cái gì thì con cũng nghe hết mà. Mẹ muốn nói với con, trong lòng của mẹ đang mang một tâm bệnh. Nếu không trị khỏi, mẹ chết cũng không nhắm mắt. Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy chứ? Mẹ, mẹ có tâm sự gì mẹ cứ nói với Hài Nhi, Hài Nhi sẽ làm được hết. Sương Nhi, mẹ có lỗi với con lắm. Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy được chứ? Mẹ là người đã hại con. Từ nhỏ con phải rời xa mẹ ruột của mình, đến nay không thể đoàn tụ. Tất cả
cả là lỗi của mẹ. Suốt bao nhiêu năm qua, con vẫn một lòng hiếu thảo với mẹ. Trong lòng mẹ day rứt lắm. Con hận mẹ mới đúng. Mẹ, đó là những chuyện đã qua rồi. Hy vọng sau này mẹ, xin mẹ đừng nhắc lại nữa. Con hãy nói thật lòng với mẹ. Bao năm qua, con không hận mẹ chút nào sao? Mẹ, Hài Nhi lúc còn thơ dại chưa hiểu chuyện, trong lòng cũng có đôi chút hận mẹ. Nhưng mà sau đó, Sương Nhi thật sự đã xem mẹ như là mẹ ruột của mình vậy. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta là người một nhà. Với lại mẹ lúc đó cũng không có ác ý. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ đã dạy Sương Nhi đọc sách luyện chữ, chăm sóc Sương Nhi thành gia lập nghiệp. Mẹ đâu có khác gì là mẹ ruột của con chứ. Những lời con nói là thật lòng sao? Mẹ, những gì mà Sương Nhi vừa nói, tất cả đều là sự thật. Nhưng mà mẹ, mẹ nhớ lúc con còn nhỏ, mẹ đã đuổi mẹ của con ra khỏi nhà. Suốt bao năm qua, chẳng lẽ con không hận mẹ chút nào sao? Hận thì làm được gì? Không hận lại làm được gì? Tại sao chúng ta không bỏ hết hận thù, chung sống thuận hòa với nhau, thì mới biết được thế nào là biết ơn, thế nào là tình nghĩa chứ mẹ. Sương Nhi! Mẹ! Mẹ đừng khóc mà. Nào, mẹ ngồi đi. Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ coi bây giờ chúng ta không phải đang sống rất tốt sao? Đúng rồi. Mẹ nghe nói con cho người đi khắp nơi tìm mẹ ruột của con. Đã có tin tức gì chưa? Con suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn cho người đi tìm tin tức về mẹ của con, nhưng vẫn không có tin tức gì. Lần này Sương Nhi trở về đây là muốn bẩm báo với mẹ. Hài Nhi quyết định từ quan tìm mẹ, không tìm được thân mẫu thì sẽ không bao giờ trở về nhà. Sương Nhi, con làm đúng lắm. Con nhất định phải tìm mẫu thân của con về. Thiên hạ này rộng lớn, biển người thì mênh mông. Sương Nhi, thật sự không biết phải tìm ở nơi nào nữa mẹ. Ông trời sẽ không phụ lòng người. Chỉ cần con kiên trì, chắc chắn là con sẽ tìm được. Trong kiếp này, mẹ đã có lỗi với thân mẫu của con. Khi mẹ và bà ấy trăm tuổi già, con hãy chôn hai người ở cạnh nhau. Đến kiếp sau, hai người nhất định trở thành tỷ muội tốt. Mẹ! Sương Nhi, mau đứng dậy đi. Lão gia, mời. Hả? Đại nhân, sao người lại tới đây? Hiện đã có tin mẫu thân của ngài. Hiện mẫu thân của ngài đang ở Đồng Châu. Đồng Châu? Là nơi nào của Đồng Châu vậy? Ở... cái này thì tại hạ không biết. Là trời cao đã hiển linh. Trời cao đã hiển linh rồi. Lần này ta chắc chắn phải đi tới nơi đó. Chú đại nhân à, đừng đến đó xa xôi. Với lại là hiện chúng ta vẫn chưa biết rõ lão phu nhân đang ở đâu. Biển người mênh mông, ngài đi đâu tìm chứ? Không, ta có cảm giác rằng ta sẽ nhanh chóng gặp được mẫu thân của mình. Ta phải mau chóng đi tới đó. Ta phải nói với lão phu nhân. Ta phải đi tới đó. Ta phải đi tới đó. Ta phải đi tới đó.
Đại Thẩm à, tôi muốn hỏi thăm về lão phu nhân họ Lưu, Thẩm có gặp không? Họ Lưu hả? Tôi không có gặp. Đại tỷ à, cậu có việc gì không? Tôi muốn hỏi thăm đại tỷ về một lão phu nhân họ Lưu, không biết tỷ có gặp bà ấy không? Gặp rồi, tôi biết người mà cậu đang muốn tìm là ai. Tỷ biết người tôi đang muốn tìm là ai? Tôi biết, tôi dẫn cậu đi. Đa tạ đại tỷ. Mời. Bên này. Là chỗ này. Là nhà này sao? Đúng vậy. Vậy làm phiền đại tỷ, tỷ nhìn xem bộ dạng hiện giờ của tôi có chỉnh tề không? Rất chỉnh tề, rất chỉnh tề. Cậu mau vào đi. Vậy thì thọ xương bái tạ đại tỷ. Vào trong đi. Cậu là... Mẹ, con là Sương Nhi. Con đã đi tìm mẹ rất vất vả. Sương Nhi, con là Sương Nhi. Con đi tìm mẹ cực khổ lắm đó mẹ. Cuối cùng con tìm được mẹ rồi. Sương Nhi. Mẹ. Sương Nhi. Sương Nhi, mẹ cũng nhớ con đến thắt ruột gan. Mẹ. Sương Nhi. Sương Nhi. Nhìn kìa. Sương Nhi xin bái kiến phụ thân, mẫu thân đại nhân. Đứng dậy đi. Trời, Thọ Sương à, mau đứng dậy đi. Vậy, đứng chứ. Sương Nhi, y phục mặc có thoải mái không? Dạ thoải mái, y phục của mẹ may rất là vừa vặn. Nhiều năm rồi, con không được mặc y phục thoải mái như vậy. Được, thoải mái là được. Cha, mẹ, con có một chuyện muốn bàn bạc với cha mẹ. Hài Nhi đi tìm mẫu thân cũng đã nhiều năm nay. Người nhà luôn mong chờ Hài Nhi sớm ngày quay trở về. Con muốn mời cha mẹ cùng trở về với con. Như vậy, một là người một nhà sớm ngày đoàn tụ với nhau, hay là hãy để cho Thọ Sương được tận hiếu với mọi người. Được. Trời ơi, Thọ Sương à, không có được, không có được đâu. Ta chỉ là cha dưỡng của con thôi mà, ta đâu có quyền gì mà đón nhận chứ ha. Trời ơi, sao cha lại nói như vậy được chứ? Nếu không có cha thì con không thể nào tìm được mẫu thân. Đa tạ cha đã chăm sóc mẹ con bao năm qua. Trước khi Hài Nhi ra ngoài đã lập lời thề, không tìm được mẫu thân sẽ không trở về nhà. Xin cho Hài Nhi làm tròn chữ hiếu, được phụng dưỡng cha mẹ đến trăm tuổi già. Tấm lòng hiếu thảo của con, vậy chúng ta cứ nghe theo lời con đi. Thọ Sương, bái tạ phụ thân, mẫu thân đại nhân đồng ý. Đứng dậy đi. Thôi, mau đứng dậy đi. Ngoan. Vài năm sau, mẫu thân Chu Thọ Sương qua đời. Sau khi để tang 3 năm, ông được phục hồi chức quan. Trước khi Chu Thọ Sương rời khỏi Tần Lan, đã đến trước mộ của mẫu thân trồng cây tùng bách để thể hiện ông mãi mãi ở cạnh mẫu thân. Mộ của Từ Mẫu Lưu Bích Dân.
7 tuổi rời xa mẹ, ngày nhớ đêm mong, quyết lòng đi tìm mẹ, phụng dưỡng làm tròn chữ hiếu. Một lòng đi tìm mẹ, không quản ngại khó khăn, đến khi tóc điểm sương, vui mừng gặp lại mẹ. Chu Thọ Xương 50 tuổi tìm được mẹ, tấm lòng hiếu thảo mãi lưu truyền. Ông giữ chức tư nông thiếu khanh, triều nghi đại phúc, trung tán đại phu. Nam mô A Di Đà Phật.